Là 6 giờ tối ngày 11 tháng 5 năm 2019 thì đội cụ Tùng Tám vừa lắp đặt xong cho nhà bác Thường. Bác Thường tại Độ Xuyên Thanh Ba Phú Thọ, một chiếc sập thờ, bộ sập thờ gỗ mít. Đây thì chúng tôi đã hoàn thiện và lắp đặt xong cho bác rồi. Tôi quay lại một video làm kỷ niệm với bác, cũng như giới thiệu đến quý vị khán giả ở đây. Ai có nhu cầu thì liên hệ với đồ gỗ Tùng Tám. Đây, toàn cảnh bộ sập thờ gỗ mít đây nhá. Ngoài này đây là bác Thường nhá. Bác Thường áo đỏ đây. Đây hình ảnh bác Thường. Rồi, mọi người có nhu cầu thì có liên hệ với đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại 0987 50086 đây. Website đồ gỗ tùng8.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video clip khác.